Chào mừng cả nhà mình đến với kênh Hoa Sứ Lê Gia ha. Hôm nay thì bên vườn em sẽ giới thiệu cả nhà mình 17 cây sứ Thái Ghép ạ. Giá cây em bán hôm nay có giá từ 100 ngàn cho đến 800 ngàn một cây. Đơn hàng em gửi đi là trên 200 ngàn em mới gửi nha cả nhà. Em ship hàng trên toàn quốc luôn. Rồi mình có cây số 1 mà. Khúc đầu sẽ giới thiệu cho mình một số cây hàng VIP chứ ha. À, trong video này thì có một cây là sứ Zin nha. Rồi số 1. Số 1 là ghép An Lạ, hoa ba lớp nền vàng cam. Giống này có hương thơm, vàng cam cánh viền hồng nha, hoa cực kỳ rộ và hoa to, mình thấy cái dàn nụ nữa nè. Giống này thì hoa thơm lắm, cây tựa khá là dài luôn, cây mình 10 bo, 450 ngàn. Số 2, Sĩ Thư, 3 lớp, trắng viền hồng, giống này là hoa rất rộ. Đây, mặt hoa nó là cả nhà. Tàn tròn nha, tựa dài. Nói chung cái hàng VIP thì bên vườn mình để cây tựa dài rồi mình đưa ra thị trường bán nha. Tựa dài mình đi hàng thì nó sẽ ổn hơn tựa ngắn. Rồi cây ghép 9 bo. Củ này nhìn rất là xuất sắc luôn nha cả nhà. Củ già mà củ nhìn cơ bắp. 500 nghìn. Số 3. Số 3 là ghép kim phá. Cây này có một bo là củ Phú Thành nha. Đây, Phú Thành 3 lớp đỏ tươi. Còn bao nhiêu là kim phá hết. Cây ghép 12 bo. Như là một bo Phú Thành, 11 bo là kim phá. Đây, cây tàn rộng, bung rộng lắm, tán tròn nữa. Ghép 12 bo, 500 ngàn. Số 4. Số 4 là một giống có hương thơm nè. Tên là Thiên Hương. Thiên Hương trắng viền hồng đậm nha cả nhà. Thơm ngang ngát nhẹ. Cây tựa dài, cây hàng VIP dạng cấp cao hơn nữa nè. Củ già. Đây, cái bo ghép cây này thì ghép dạng thân ngắn nè. Rất là ngắn, cái thân này lên chừng 6 tấc à. Từ cái củ lên là thân nha. Còn mắt ghép mình là tựa dài. Bo ghép rất là chắc chắn luôn. Rồi, cây ghép 9 bo luôn. 800 ngàn. Thiên Hương. Đem quay cận lại cho mình xem. Tàn tròn, cây đang vô nụ nha cả nhà. Nụ và hoa, cây này nếu mình mua mình ship xe họ đến tận vườn mình nhận cây á thì về có hoa ngắm liền luôn nha. Giống này hoa cũng cực kỳ rộ luôn á. Rồi 800 ngàn. Tiếp số 5, từ 5 đổ về sau sẽ là hàng chậu C10 và C9. Rồi số 5 là cẩm đan 2, hoa màu tím nha. Đây cẩm đan ghép hai dạng như hai tầng nè, nó lên tầng nè, từ thấp lên cao nha cả nhà. Mình thấy dàn nụ nó đang ra nè. Lúc này là đang mùa khô. Mùa này là sứ ra hoa rất là nhiều luôn. Rồi, cây số 5, 5 bo, cẩm đan 2 màu tím, 150 ngàn. Số 6, một giống hoa chuyển màu. Tên nó là Nguyệt Tâm 7 nha. Đây, màu hồng. Hoa 4 lớp màu hồng nha cả nhà. Màu hồng có sọc, nó mới vừa bung ra cái nền nó là vàng cam sọc hồng, khi mà nở hẳn ra nó sẽ là thành màu hồng. Đây giống này hoa to và hoa rộ. Nói chung vườn em làm hàng là chọn những giống mình dễ chăm sóc và nở ra hoa rộ nữa, để mình tốn công mình chăm sóc trong mấy tháng trời mà ra hoa lèo tèo có mấy bông thì cũng hơi bị chán nha. Nên em ghép hàng em lựa những giống hoa rộ dễ chăm sóc cho mình chơi. Rồi Nguyệt Tâm 7 này là 7 bo 150 ngàn nha. Số 7. Số 7 là cần dừa, hoa 5 cánh màu tím. Đây, cần dừa 5 cánh tím. Cái này là nó nở sắp tàn rồi nên mình nhìn có lem nè. Còn nó mới nở ra là tím liệm luôn. Cây cần dừa này cũ rất là già nha, 6 bo 150 ngàn. Số 8, cây ghép 2 tầng, ghép tỏa dương. Màu vàng có sọc, màu vàng có lem lem á. Giống này có hương thơm, ghép tỏa dương, ghép cao 2 tầng. 8 bo 200 ngàn. Đây củ của tỏa dương là cả nhà. Tiếp số 9. Số 9 tiếp một cây ghép cao 2 tầng nữa. Ghép 2 màu Nguyệt Tâm 5, 4 lớp đỏ đậm và Fancy 1. Cây 6 bo 150 ngàn, cây ghép 2 tầng nha. Nguyệt Tâm 5, 4 lớp đỏ đậm với lại Fancy 1, hoa màu đỏ tươi. 6 bo 150 ngàn. Cây này tựa rất là cao. Cây này cái Fancy 1 về mình thích là mình chiếc zin nó luôn được rồi ạ. Fancy 1 là cái tựa nó dài lên tầm cỡ 3 gang ạ. Từ mắt ghép lên nha.
Tiếp số 10. Số 10 là ghép đặng thư 3 lớp màu tím sọc, cây 6 bo 150.000. Số 11, một giống hoa chuyển màu nữa nè cả nhà, ghép là thu thủy 10. Hoa 3 lớp, nền vàng cam, có sọc hồng, nở vài ngày nó sẽ chuyển sang hồng luôn. Rồi, cây này tàn tròn nha, tựa dài, ghép 7 bo 150.000. Giống này hoa thơm nữa. Tiếp 12. Số 12 là Vĩnh Lộc 16. Đây, giống này hoa rất là rộ, mình thấy cái dàn nụ nó ra nè. Vĩnh Lộc 16, 3 lớp, trắng sọc hồng nhẹ nha. Cây tựa dài, cây này về mình ngắm hết đặc hoa này, mình chiết riêng luôn cũng được nữa. Cây 6 bo 150.000. Số 13, Long Thành, 3 lớp đỏ tươi. Long Thành mình 5 bo 100.000. Đến 14. 14 là Nguyệt Tâm Năm, 4 lớp màu đỏ. Nguyệt Tâm Năm nó mới vừa nở ra là nó có hơi lem tím, nhưng mà khi nó nở hẳn ra thì màu đỏ không nha. Rồi, cây 7 bo 100.000. Đây, Nguyệt Tâm Năm. Tới 15, một cây nè cả nhà, nhìn như cái bình cắm hoa luôn á nha. Tên nó là Kiều Mỹ. Đây, Kiều Mỹ. Giống này hoa nhìn mê lắm. Hoa 2 lớp thôi, tuy em nó 2 lớp. Vàng cam sọc đỏ, nhìn rất là duyên, hoa rộ lắm nè. Cây này nè cả nhà, mình thấy nè, khoe toàn là hoa thôi. Rồi, cây mình 7 bo nha, Kiều Mỹ 7 bo 100.000. Đến số 16 là Kim Lân. Đây, Kim Lân 3 lớp đỏ và trắng, hoa rộ thơm nhẹ. Kim Lân 4 bo 100.000. Số 17, 17 là một gốc riêng. Tên nó là Kỳ Duyên, hoa 3 lớp màu hồng. Đây, gốc riêng, cái hoành gốc của nó là 4 gang tay em vòng lại nha. Cái gốc này nhìn cũng cơ bắp lắm nha. Củ riêng mà nuôi cỡ thế này là mình biết trăm mấy năm trời rồi đó nha cả nhà. Giá của nó là 400.000 cho một gốc xứ riêng nè. Rồi, hôm nay giới thiệu mình 17 cây. Cả nhà xem nếu yêu thích cây nào, muốn đặt hàng thì cứ gọi theo số máy 0981813055 ha. Số đó em có xài Zalo, mình có thể kết nối Zalo rồi nhắn tin. Lưu ý giùm em nhắn tin để rõ ngày, cái ngày đăng bán ha, với lại mã số cây kèm số điện thoại. Rồi, chúc cả nhà có buổi tối ngắm hoa cùng gia đình vui vẻ. Oh, 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 oh